cậu cả nhà Messi chính thức ra mắt U12 Inter Miami. Thiago Messi, con trai cả của Messi đã có buổi tập đầu tiên với U12 Inter Miami. Ngày 15 tháng 9, bức ảnh của Thiago Messi cùng các đồng đội được trang truyền thông nước ngoài đăng tải. Theo đó, dù đã thông báo gia nhập từ lâu nhưng đến hôm nay hình ảnh của con trai cả của Messi tập cùng U12 Inter Miami mới được hé lộ. Trước đó ngày 31 tháng 8, câu lạc bộ Inter Miami vừa xác nhận Thiago Messi, con trai cả của danh thủ Messi, chính thức gia nhập đội U12 của Học viện Đội bóng trước mùa giải 2023-2024. Thiago Messi, 10 tuổi, là một trong 150 cầu thủ trẻ chính thức thi đấu cho Inter Miami ở mùa giải 2023-2024. Hệ thống đào tạo trẻ của câu lạc bộ có các đội từ U12 đến U19, trong đó có 35 cầu thủ mới. Kể từ khi Messi đầu quân cho Inter Miami, Thiago Messi cùng hai em trai là Matteo, sinh năm 2015, và Ciro, sinh năm 2018, thường xuyên cùng mẹ Antonella Rocuglio đến sân ủng hộ bố thi đấu các trận sân nhà của Inter Miami và cả ở sân khách của đội bóng này. Sự xuất hiện của ba cậu nhóc nhà Messi luôn khiến người hâm mộ thích thú bởi những biểu cảm. Cả ba cậu con trai của chân sút người Argentina còn không ngại thể hiện kỹ năng đá bóng ngay trên sân thi đấu của Inter Miami. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.